Tuy nhiên hồi đấy thì mình kiểu rất là azu ấy, thế ở nước ngoài có cái gì là hay ho là mình cũng mua về mình test hết. Nhưng mà cuối cùng thì nhận ra chân lý nó vẫn là nằm ở nhà thuốc các bác ạ. Chào các bác, tôi là Linh đây và ngày hôm nay thì chúng ta có một video mới. Video hôm nay thì các bác đã yêu cầu Linh làm rất là nhiều. Và đến tận hôm nay là tháng 12 của năm 2021 rồi thì Linh mới làm chủ đề nhà các bác. Các bác thấy là tôi đã lỡ hẹn các bác quá nhiều đúng không? Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không lỡ hẹn nữa. Chúng mình sẽ cùng nhau làm về chủ đề thuốc chấm mụn. Chủ đề này thì thực ra là Linh cũng đã chia sẻ một số lần ở trên group rồi nhưng mà chưa bao giờ tổng hợp thành một video cả. Thế nên là ngày hôm nay Linh sẽ cho các bác rất là nhiều loại chấm mụn để cho các bác có thể sử dụng được ở trong quá trình skincare của mình. Đảm bảo khi mà các bác sử dụng sản phẩm này xong thì các bác sẽ có một làn da hoàn toàn sạch mụn và mình có thể sử dụng được đúng lúc, đúng nơi. Và ngay bây giờ thì không dài dòng nữa mà chúng mình sẽ bắt đầu vào video luôn nhé. Chúng ta cùng nói về những cái sản phẩm nhà thuốc rất là nổi bật trước nhé. Sản phẩm đầu tiên mà ở nhà thuốc Linh muốn giới thiệu mọi người đấy là sản phẩm này, Differin. Cái này là Differin Adapalene Cream đến từ Galderma. Như bạn đã biết thì Adapalene nó là một cái loại dẫn xuất ở trong đại gia đình vitamin A retinoids và nó là thuộc thế hệ thứ 3. Và với cả cái thành phần này thì nó sẽ làm rất tốt cái nhiệm vụ là ức chế gây viêm, từ đó thì làm giảm việc hình thành các ổ viêm và kiểm soát dầu. Bên cạnh đấy thì Adapalene còn giúp làm loại bỏ lớp tế bào chết trên da, giúp tái tạo và cải thiện độ đàn hồi cho làn da. Với cả cái sản phẩm này của Differin thì Linh thấy là nó khá phù hợp với cả những bạn nào bị những cái mụn ít viêm này, mụn đang còn sưng đỏ này. Với cả là nếu mà mọi người bị sợi bã nhờn hay mụn đầu đen nhiều ở trên mũi, mụn đầu trắng ấy thì cái này nó cũng trị rất là tốt. Thậm chí là Adapalene cũng sẽ rất phù hợp để sử dụng dành cho mụn ẩn. Tuy nhiên thì cái sản phẩm này nó sẽ có một số cái tác dụng phụ, ví dụ như mà có thể bôi lên mà cảm thấy là da mình nó bị quá là khô, hay là mọi người thấy là cái phần da nó bị bong chóc, thì cái này nó cũng là một cái dấu hiệu khá là bình thường khi mà mọi người sử dụng Adapalene. Ngoài ra một cái hiện tượng nữa mà mọi người rất có thể sẽ bị gặp đấy là nếu mà mình bị mụn ẩn do đấy mình bôi Differin lên thì mình có thể dễ dàng bị purging trong một cái thời gian là khoảng từ 1 đến 2 tháng. Thế nên đấy cũng là một cái điểm đáng chú ý. Cuối cùng thì Linh thấy là đợt này ở trên TikTok ấy, có rất là nhiều bạn kiểu làm những cái chủ đề kiểu như là sử dụng Differin để giúp làm chống lão hóa và bôi toàn mặt ấy. Thì Linh thấy là cái việc mà mọi người bôi toàn mặt như thế thì nó sẽ rất là không phù hợp, bởi vì nó có thể khiến cho da mọi người bị bí, bởi bản chất là cái texture cream của cái này nó rất là dày. Và nếu mà mọi người bôi như vậy thì da mọi người có thể là sẽ không chịu được. Và nếu mà mọi người bôi nó trong thời gian dài thì rất là dễ dàng mọi người có thể bị bong da hay là bị đỏ rát nữa. Thế nên là chúng ta chỉ nên sử dụng sản phẩm này chấm mụn thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo mà cũng có chứa Adapalene mà có lẽ mọi người rất là quen thuộc với em này khi mà mình đi chữa mụn, đấy là Cleansit C. Cái này là sẽ có Adapalene với cả Clindamycin. Cả hai cái hoạt chất này thì nó hòa quyện với nhau rất là tốt để tạo ra một cái công thức mà vừa có thể giúp cho mọi người là trị những cái vấn đề như kiểu Differin này, đấy là mọi người bị mụn ít viêm này, mụn sưng đỏ, rồi mọi người bị mụn đầu đen, mụn đầu trắng thì đều có thể xử lý được hết. Bên cạnh đấy thì Clindamycin nó là một loại kháng sinh, thế nên là với cả những bạn nào bị mụn viêm hay là mọi người bị những tình trạng dày sừng pilaris rồi là nhiễm trùng ở trên da ấy thì cũng hoàn toàn có thể sử dụng cái bạn này được. Clindamycin ức chế sự phát triển sinh sản của vi khuẩn và được sử dụng để điều trị nhiễm trùng tụ cầu và vi khuẩn kỵ khí, vi trùng phát hiện trong môi trường không có oxy, thích hợp cả cho những bạn bị dị ứng với cả penicillin. Thực ra bản thân Linh thì khi mà sử dụng cái bạn Cleansit C này thì Linh cảm thấy là nó có hiệu quả hơn so với Differin, bởi vì là lúc mà mình sử dụng ấy thì mình cảm thấy là những cái mụn của mình nó tiêu nhanh hơn, kể cả những lúc mà mình bị gặp mụn viêm hay là nếu mà mình bị gặp những cái mụn sưng đỏ ấy thì nó có khả năng là gom cồi rất là nhanh. Tuy vậy thì khi mà các bạn sử dụng cái sản phẩm này ít thì cũng sẽ gặp một số tác dụng phụ nó khá là giống với cái ở trên, ví dụ như là đỏ da này, làm bị rát hay là có thể khiến bạn bị khô da nhiều. Ngoài ra bởi vì cái sản phẩm này nó có kháng sinh thế nên nó vẫn có thể dễ dàng khiến cho mọi người bị kháng thuốc, thế nên là mọi người cũng cần phải chú ý để sử dụng đúng liều hoặc là mình cần phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi mà sử dụng. Chất của bạn này thì nó là gel đục và khi mà mọi người bôi lên da thì mình cũng phải để nó một lúc thì nó mới thấm, chứ kiểu là nó cũng không thấm luôn, nó không thấm nhanh mọi người nhé. Sản phẩm tiếp theo mà Linh có ở trên tay đây là sản phẩm Epidual với 0,1% Adapalene và 2,5% là BPO. Và trong 3 bạn mà có chứa Adapalene thì Linh thấy là Linh thích bạn này nhất. Bạn này thì nó cũng là dạng gel và nó có một cái hình trụ trụ như thế này. Khi mà mọi người mở ra thì nó sẽ có một cái nắp bấm rất là sạch sẽ. Và Linh thấy là cái kiểu này thì nó khá là sạch hơn so với cả hai cái kiểu bôi thuốc kia. Nếu mà mọi người đã từng xem những cái clip mà kiểu Linh hướng dẫn mọi người trị mụn ẩn ý, thì Linh là một người khá là phù hợp với cả việc sử dụng BPO ở trên da. Và Linh cảm thấy rằng là cái việc mà sử dụng BPO nó có thể khiến cho da mình được đẩy mụn ẩn rất là nhanh. Và công thức mà kết hợp giữa Adapalene với cả là BPO ấy
thì nó vừa khả năng là tẩy da chết nhẹ nhàng này, rồi nó có thể giúp cho mọi người là đẩy mụn này, nó có thể gom cồi rất là nhanh này. Bên cạnh đấy thì nó có thể khiến cho là cái làn da của mọi người nó được sạch khuẩn. Mà kể cả khi mà mọi người bị mụn viêm ấy thì mọi người sử dụng những cái thuốc này mà cũng không lo là nó bị lan ra các vùng khác. Với cả Adapalin như đã nói ở trên ấy thì nó sẽ vẫn có khả năng là trị những cái mụn ít viêm này, mụn sưng hay là mụn đầu đen, mụn đầu trắng hay là sợi bã nhờn, đúng không? Khi mà mọi người thấy là nó có chất này rồi ấy, và nó kết hợp thêm với cả BPO nữa thì cái khả năng trị mụn của nó rất là thần thánh luôn. Nó có thể trị được hầu hết các loại mụn. Và Lin cảm thấy rằng mỗi khi mà kiểu mình cần một cái sự lựa chọn cho một cái mụn nặng ở trên mặt của mình thì tôi luôn luôn chọn cái bạn này. Bởi vì tôi thấy là cái khả năng làm gom cồi này rồi bị rụng mụn nó rất là nhanh. Và để so sánh với hai sản phẩm trên thì Lin thấy là cái này tốt hơn ở trên da Lin rất là nhiều. Tuy vậy thì khi mọi người sử dụng Epidio, mọi người sẽ thấy là cái tác dụng phụ ở trên da của mình khá là nhiều. Đặc biệt đấy là những bạn nào mà không biết cách sử dụng, mọi người bôi cái vùng quá lớn thì nó có thể khiến cho da mọi người bị bỏng nhá. Hoặc là da mọi người có thể kiểu bị cháy là chuyện kiểu nó rất là bình thường cơm bữa luôn ý. Và cái này rất là nhiều người gặp rồi. Thế nên là mọi người thực sự cần phải biết một cái quá trình skincare, sử dụng phục hồi làm sao cho nó phù hợp để khi mà nó kết hợp với sản phẩm này nó không khiến cho da mình nó bị kích ứng. Trong tất cả những cái sản phẩm về chấm mụn ấy thì Lin thấy là những cái sản phẩm mà có chứa BPO là những cái sản phẩm mà rất là khó dùng. Thế nên là mọi người cũng cần phải cân nhắc kỹ trước khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này. Để kết thúc lại về ba cái em này đều có chứa Adapalin ấy thì Lin thấy rằng là cả ba bạn đều xử lý được những cái loại mụn tốt hơn so với cả tất cả những cái loại mà Lin sắp kể đến ở đây. Tuy nhiên rằng là cả ba loại này thì mọi người sẽ đều cần phải có ý kiến của bác sĩ khi mà mọi người muốn sử dụng, hoặc là mọi người cũng đã phải biết về một cái chu trình skincare thật sự là nghiêm túc rồi thì mọi người mới nên dùng những cái loại thuốc này. Ngoài ra thì mọi người cũng cần phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình. Nếu như ở trong trường hợp mình bị tác dụng phụ thì mình cũng sẽ phải biết rằng là cái này chắc chắn là có thể da mình vẫn bị tác dụng phụ. Vì vậy mọi người có thể là biết trước được cái rủi ro của nó rồi thì khi mọi người sử dụng mọi người sẽ không bị quá là bất ngờ nữa. Nếu mà để chọn ra cái sản phẩm mà nhẹ nhất thì Lin thấy là cái Differin này có thể sử dụng cho da nhạy cảm và mọi người có thể là dễ dàng sử dụng luôn ở nhà. Và nếu mà vào mùa đông chẳng hạn, khi mà da Lin nó rất là khô, Lin không thể sử dụng những sản phẩm mà chứa BPO như này ấy, thì Lin vẫn thấy là cái lựa chọn với Differin là một lựa chọn an toàn và tốt. Ngoài ra những cái tình trạng mà mụn viêm nhiều hơn thì mọi người nên tìm hiểu để sử dụng hai cái bạn này. Bạn này có kháng sinh nhất, thế nên mình nên chú ý về cái sự kháng thuốc của nó. Còn bạn này có BPO nên bôi cái vùng nhỏ nhỏ thôi, đừng bôi vùng lớn, nếu không nó rất là dễ bỏng da đấy. Hai sản phẩm tiếp theo đều đến từ Gamma Chemicals, một cái là Mega Duo Gel và một cái là Dermaford. Cả hai cái bạn này thì đều rất là nổi tiếng trên thị trường về cái khả năng là làm giảm mụn của nó, cũng như là mọi người ca ngợi rất là thần thánh. Bản thân Lin cũng là một người mà rất là thích sử dụng cả hai cái sản phẩm này. Thế nên Lin nói biết là hai cái bạn này thì nó giống nhau như thế nào và khác nhau như nào. Đầu tiên thì cái việc giống nhau ấy, cả hai bạn này đều có 20% là azelaic acid. Đây là một cái hoạt chất mà có thể giúp cho mọi người giảm được mụn đầu đen này, mụn đầu trắng này, sợi bã nhờn, cũng như là có thể giảm được mụn ẩn. Tuy nhiên là cái việc thành phần này nó hoạt động ấy nó sẽ chậm hơn so với cả những cái thành phần kháng sinh hay những cái thành phần hoạt chất ở trên mà chúng ta đã nói. Tuy vậy thì cái azelaic acid này Lin cảm thấy là gần như nó không hề break out và nó rất phù hợp cho những bạn nào mà da khô hoặc là da khô nhạy cảm. Bản thân Lin là da khô ấy thì nếu mà để so sánh với cả những cái thuốc kia thì Lin sử dụng hai cái bạn này nhiều hơn rất là nhiều. Hai bạn này thì nó rất là phù hợp cho những làn da khô hoặc là làn da khô nhạy cảm. Và nếu mà những bạn nào mà mọi người bị dị ứng với cả benzoyl peroxide thì mọi người có thể thử sử dụng azelaic acid thì Lin thấy nó rất là tốt. Ngoài azelaic acid ra thì hai bạn này sẽ khác nhau một số thứ. Ví dụ như Mega Duo thì nó sẽ có thêm AHA này, nó sẽ có thêm muối này để giúp cho da mọi người được tẩy da chết, bạt sừng cũng như có thể là làm kháng khuẩn một chút. Vì vậy mà Lin thấy là em này khi mà bôi lên những cái vết mụn thì nó sẽ có khả năng là xử lý cho mọi người tốt hơn. Và bản thân là cái sản phẩm này này, khi mà mọi người bôi xong ấy mà kiểu nó gom cồi nó lên mụn, hoặc là mọi người có thể thấy là da phần mũi của mình nó giảm hẳn cái mụn đầu đen, thì nó cũng sẽ không khiến cho là những cái vùng da bị mụn của mọi người nó bị thâm đi, mà nó sẽ vẫn khiến cho cái vùng da để nó được sáng và nó được đẹp, chứ nó không chỉ là tập trung vào xử lý duy nhất cái phần mụn. Còn đối với cả Dermaford ấy thì mọi người thấy là ở đây nó sẽ có những thành phần rất là đẹp, ví dụ như là có Q10 này, có vitamin E, có vitamin C, rồi có collagen nữa. Vậy thì một cái sản phẩm như thế này này thì Lin thấy là nó sẽ rất là phù hợp cho những cái tình trạng là bị thâm, kiểu như là mọi người bị thâm đỏ hay là mọi người bị thâm nâu ấy, thì sử dụng cái em này lên bôi chấm thâm nó sẽ làm cho mọi người được làm sáng da rất là tốt. Đấy là về cái khả năng mà cả hai bạn có thể làm được và
và nó khác nhau như thế nào. Linh thấy là cái mức độ chênh lệch nó không quá nhiều. Nhưng mà nếu mà để chọn ra một sản phẩm mà Linh sẽ thích hơn thì Linh sẽ vẫn thích cái bạn Mega Duo này hơn. Tại vì chúng ta đang nói nhiều về chấm mụn mà, thì một cái sản phẩm nó có thể xử lý mụn cũng như là làm sáng da thì rõ ràng là cái bạn này nó trội hơn. Nếu mà mọi người muốn dùng bạn này để xử lý mụn ý, thì Linh thấy là nó sẽ gần như là không gây khô da mọi người, rất là êm, rất là ẩm mượt luôn. Và nó có thể giúp cho mọi người đỡ mụn và làm cái chỗ đấy nó sạch sẽ hoàn toàn luôn trong vòng khoảng từ 2 tới 4 tuần. Vừa rồi Linh đã giới thiệu mọi người 5 cái sản phẩm thuốc chấm mụn liên quan đến phần nhà thuốc. Và mọi người thấy là nếu mà chúng ta tìm những cái loại mà liên quan đến chấm thâm hay là những cái loại mà mọi người muốn sử dụng trên da nhạy cảm nhiều ấy, thì sử dụng những cái loại mà chứa azelaic này thì nó sẽ phù hợp hơn rất là nhiều. Còn nếu mà bạn muốn xử lý những cái mụn nặng hơn, những cái mụn viêm hay là mụn đỏ, mụn sưng tấy, và bạn muốn là cái hiệu quả nó nhanh chóng tức thời, mà bạn muốn là những hiệu quả nó nhanh chóng tức thời ấy, thì ba cái bạn mà có chứa adapalene này nó sẽ phù hợp hơn. Ngoài ra trên thị trường bây giờ Linh thấy có rất là nhiều những cái loại kem bôi, những cái loại hoạt chất có chứa azelaic acid khoảng tầm 10% trở lên, ví dụ như là The Ordinary hay là Paula's Choice ấy, thì Linh khuyên mọi người là mọi người vẫn chỉ nên bỏ từ 75 đến 100 nghìn để mua những cái thuốc chấm như thế này thôi, và nó sẽ rất là tốt rồi và nó rất là rẻ, chứ mọi người không cần thiết là phải bỏ tiền ra để mua một cái gì quá là đắt nhất. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cả nhóm dược mỹ phẩm hoặc là mỹ phẩm. Đây là những cái sản phẩm có thể nói là được truyền tai nhau trên thị trường về cái khả năng là làm giảm mụn của nó và được các bạn sử dụng rất là nhiều. Thì ngày hôm nay Linh sẽ cho mọi người biết về cái trải nghiệm của Linh cũng như cái sự thật là những cái sản phẩm này nó hoạt động có tốt không và nó sử dụng trên da mọi người như thế nào, thì mọi người cũng sẽ được biết hết ở trong cái phần này luôn. Sản phẩm đầu tiên mà chắc chắn là mọi người đã rất là quen mặt rồi, nó được PR ở trên tất cả các thể loại báo chí, và Linh thấy là mọi người kiểu người nổi tiếng hay là các bạn bình thường hay là các shop online thì đều bán sản phẩm này rất là nhiều. Đấy là The Body Shop Tea Tree Oil. Bản thân Linh thì cảm thấy là cái sản phẩm này nó là một sản phẩm khá là hên xui, tức là có một số người thì khi mà sử dụng lên mọi người sẽ thấy là nó rất là wow, nó kiểu rất là tuyệt vời trên da mọi người, bởi vì những cái người này thì khá là phù hợp với cả cái chiết xuất chàm trà này. Nhưng mà ở trên da Linh, và Linh cũng thấy là có khá nhiều người đã từng nói về cái vấn đề này rồi, là cái sản phẩm kiểu có chàm trà này khi mà bôi mụn lên thì nó không giải quyết được cái vấn đề gì. Tuy nhiên thì bản thân Linh lại cảm thấy rằng là trên da của mình cái sản phẩm này nó không giải quyết được quá là nhiều vấn đề gì cả, và nó cũng không thần thánh như là ở trên mạng người ta hay nói. Sản phẩm Tea Tree Oil sẽ có 15% là Tea Tree Oil, bên cạnh đó sẽ có cồn khô cũng như là dầu Tamanu để giúp cho làn da khỏe mạnh và có tính giữ ẩm cho vùng da mụn. Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Nó chính là vấn đề về chàm trà cộng với cả cồn khô. Liệu rằng là da bạn có thực sự phù hợp với các cái công thức này không? Vậy thì cái dấu hỏi ở đây nó sẽ đặt ra đấy là ok, đây là một công thức rất là tốt về khả năng làm kháng khuẩn trị mụn. Tuy nhiên nếu mà giả sử như tôi không phù hợp với chàm trà và tôi không phù hợp với cồn thì rõ ràng đây không phải là công thức mà dành cho tôi. Bản thân Linh cảm nhận là cái sản phẩm này nó hoàn toàn không phù hợp cho da khô hoặc là da hỗn hợp thiên khô. Bởi khi mà bôi lên ý, thì mình cảm thấy là da mình rất là khó chịu, cũng như là nó không hề có cái sự việc là có thể giảm mụn gì hết. Thậm chí là ngày xưa khi mà Linh bôi cái này lên thì Linh còn cảm thấy là da mình nó bị breakout nhiều hơn và da mình nó rất là ngứa sau một cái thời gian mà mình sử dụng. Nói đi cũng phải nói lại, đấy là Linh đã từng đọc khá là nhiều những cái review của các bạn mà da dầu, các bạn nói rằng là nếu mà mình bôi vào những cái phần mà kiểu có vết thương hở ấy thì các bạn cảm thấy là lúc mà bôi xong ấy thì nó được sát khuẩn khá là tốt, cũng như là các bạn cảm thấy rằng một lúc sau thì nó có thể se lại, tức là cái tính về kháng khuẩn của bạn này rất là ok. Bên cạnh đấy thì sản phẩm cũng được PR rất là thần thánh ở trên mạng với khả năng là có thể điều trị được cả mụn cá, mụn đầu đen, mụn bọc, mụn viêm, mụn sưng. Nói chung là có bao nhiêu cái thể loại mụn là cái này nó cũng xử lý được sạch sẽ luôn. Tuy nhiên thì tôi vẫn hoàn toàn là không thấy cái điều này. Đối với cả da hỗn hợp thiên khô thì tôi khuyên các bác đấy là không nên sử dụng cái chai này. Sản tiếp theo là một cái sản phẩm mà Linh thấy rằng ở trong dòng dược mỹ phẩm nói chung thì đây là một cái sản phẩm chấm mụn thuộc loại là tốt nhất, và Linh rất là thích cái sản phẩm này. Cái này là Daily Skin Clearing Treatment của Paula's Choice, và loại này là có 2,5% benzoyl peroxide. Nếu mà mọi người theo dõi Linh lâu ấy thì Linh thường xuyên sử dụng cái sản phẩm là 2,5% benzoyl peroxide của nhà Obagi. Lý do là bởi vì là ngày xưa ấy Linh sử dụng bạn này rất là nhiều và kiểu sau một thời gian thì Linh đã quen dần rồi. Thế nên là Linh muốn đổi sang một cái loại nặng hơn, và đến lúc mà Linh sử dụng cái loại BPO của nhà Obagi thì Linh hoàn toàn là cực kỳ phù hợp với nó, nhưng mà cũng sẽ mất một cái đoạn đầu để kiểu mình quen với nó, vì lúc đầu nó rất là rát và kiểu có những cái lúc mà Linh cũng cảm thấy là mình đã từng bị gọi là cháy da, đặc biệt đấy là cái phần giữa mũi này của Linh nó khá là nhạy cảm ấy, thế nên là Linh
cũng có lần bị cháy rồi. Vì vậy mà với những bạn nào mà bắt đầu chọn một cái loại chấm muộn dược mỹ phẩm thì Linh thấy rằng là cái sản phẩm này của nhà Paula Choice nó rất là ổn luôn. Bởi vì cái nền của nó rất là tốt và nó rất là ẩm. Nó giúp cho mọi người là không bị kích ứng và nó vẫn có thể giúp mọi người kiểm soát dầu tốt này, làm giảm những cái tình trạng vi khuẩn ở trên da, với cả là nó sẽ giúp cho da mình được làm giảm mụn tốt. Em này thì nó sẽ thiên về những cái loại mụn nhẹ nhàng cho mọi người, ví dụ như là mụn đầu đen, mụn đầu trắng. Mọi người có thể bôi vào mụn ẩn thì mọi người cũng sẽ cảm nhận được cái tình trạng là bắt đầu da của mình nó purging. Bên cạnh đấy, sản phẩm này Linh thấy là mọi người có thể bôi mụn theo mảng và nó cũng có thể làm giảm thâm mụn khá là tốt. Thế nên nếu mà mọi người chọn bôi một cái sản phẩm có chứa BPO này thì mọi người cũng có thể kết hợp với cả những cái sản phẩm làm dịu da, ví dụ như sản phẩm kem dưỡng B5 của nhà La Roche-Posay là một sản phẩm mà không thể thiếu được. Bạn này thì ngoài những cái mụn như kiểu là mụn đầu đen, sợi bã nhờn, mụn đầu trắng vân vân ấy, thì với cả những cái mụn mà nó đã lên nhân rồi thì mọi người lưu ý là có thể sử dụng cái bạn này được. Còn nếu mà mụn kiểu chưa lên nhân mà mụn sưng đỏ ấy thì mọi người nhớ là hãy sử dụng cái có chứa Adapalene này này. Nếu không thì mọi người sử dụng riêng cái loại này thì nó rất là dễ bị chai mụn. Ngoài cái bản 2,5% thì sẽ có cả cái bản nâng cao nữa với 5%, thì mọi người hoàn toàn có thể test thử xem là mình phù hợp với cái sản phẩm nào. Nói chung là Linh thấy về dược mỹ phẩm kiểu dòng trị mụn ấy thì Linh thấy là bạn này rất là tốt đấy. Thế nên là nếu mọi người quan tâm thì có thể thử nhá. Bạn tiếp theo mà Linh có ở đây đấy là sản phẩm Sulfur 3% Clean Gel, và bạn này là đến từ By With Trend. Nếu như là trước đây mọi người nghĩ rằng là không có một cái sản phẩm Hàn Quốc nào mà nó có chấm mụn được thì mọi người đã sai rồi nhá. Chúng ta có ở đây chính là cái em này. Thì em này nó có thể làm được những cái gì? Nó sẽ là một cái sản phẩm có thể giúp cho mọi người là làm giảm bã nhờn, rồi làm giảm mụn đầu đen, mụn đầu trắng. Và cái em này vẫn có thể phù hợp với cả mụn sưng viêm luôn. Và khi mà mọi người đang bị sưng, mọi người bôi lên ý, thì nó vẫn có khả năng là gom cồi khá là tốt. Tuy vậy thì Sulfur Linh đã đọc khá là nhiều những cái nghiên cứu với cả là những cái report ở trên mạng ấy, thì Linh thấy rằng là cái sản phẩm này nó khá giống tea tree oil ở một điểm, đấy là không phải là ai cũng sẽ phù hợp với sản phẩm này. Kiểu như là có những người ý, người ta bôi Sulfur lên mà người ta cảm thấy là nó chẳng có tác dụng gì cả. Thậm chí là người ta có thể bị chai mụn hoặc người ta cảm thấy là nó có thể khiến cho người ta bị break out. Thế nên là khi mà mọi người thử những cái loại dược mỹ phẩm hay là mỹ phẩm này thì mọi người cũng phải hoàn toàn là chịu trách nhiệm với cả cái sự kiểu là may mắn của bản thân mình, không biết là mình có phù hợp với cả cái hoạt chất này hay là không. May mắn là tôi mặc dù không phù hợp với tea tree nhưng mà tôi lại khá là phù hợp với cả Sulfur. Mặc dù vậy thì cái sản phẩm By With Trend Sulfur 3% này thì Linh cảm thấy nó chỉ là một cái dạng khá là nhẹ nhàng thôi, để phù hợp cho những bạn nào mà da nhạy cảm. Mọi người thấy là nó có thể gom cồi mụn được, nhưng mà nó cũng không phải là gom nhanh lắm. Nó cũng phải tầm từ 3 đến 5 ngày, hoặc nhiều lúc thì cũng phải tầm 7 ngày thì mình mới thấy là nó có kết quả rõ ràng. Tôi thấy là đồ Hàn Quốc người ta làm trị mụn kiểu rất là rén ấy các bác, tức là nó không phải là một cái gì đấy quá là thiên về trị mụn mà nó vẫn thiên về dưỡng ẩm rất là nhiều, để giúp cho là cái da của mọi người nó không bị khô. Và khi mà mọi người bôi sản phẩm này lên, da mọi người gom cồi hết mụn rồi thì cái phần xung quanh đấy nó cũng sẽ không khiến cho da nó bị tấy, mà nó sẽ vẫn rất là sáng, vẫn rất là đẹp. Nếu mà vẫn nói về Sulfur ấy thì đây không phải là cái sản phẩm mà Linh thích nhất, mà cái sản phẩm Linh thích nhất là cái sản phẩm của Mario Badescu. Cái sản phẩm đấy là một cái sản phẩm chấm mụn rất là thần thánh, và khi mà mọi người nhúng nước qua một cái bông có hai tầng lớp ý, thì mọi người sẽ thấy rằng là nó rất là thú vị. Và khi mà mình bôi vào những cái nốt mụn của mình ý, thì nó có thể gom cồi và nó làm khô cái cồi rất rất là nhanh. Và nói chung là đấy là một sản phẩm mà ngày xưa kiểu Linh đã rất là đam mê. Tuy nhiên hồi đấy thì mình kiểu rất là azu ấy, thế ở nước ngoài có cái gì là hay ho là mình cũng mua về mình test hết. Nhưng mà cuối cùng thì nhận ra chân lý nó vẫn là nằm ở nhà thuốc các bác ạ. Thế nên là cuối cùng thì tôi vẫn quay về với hiệu thuốc và mua mấy cái này cho nó rẻ. Nếu bác nào mà da nhạy cảm mà các bác muốn thử với Sulfur thì cũng có thể thử với By With Trend nhé. Sản phẩm cuối cùng mà Linh cho mọi người trong video ngày hôm nay chính là La Roche-Posay Alpha Clear K+, và bạn này thì sẽ phù hợp dành cho những cái bạn nào mà là da dầu là chủ yếu. Em này thì Linh thấy là khi mà sử dụng lên da của mình ấy thì nó có khả năng kiềm dầu rất là tốt, và nó khá là giống với cả một cái kem dưỡng kiềm dầu. Vì vậy nếu mà kiểu vào mùa hè thì Linh hay sử dụng bạn này vào những cái vùng như gọi là vùng mũi này, bôi toàn bộ vào đây thì mình cảm thấy là da của mình nó rất là thoáng và nó vẫn được dưỡng ẩm rất là tốt. Trước khi mà mình bôi kem chống nắng, mình bôi cái này ít thì kiểu sau một ngày hay là sau 2-3 ngày gì đấy thì mình không cảm giác là da mình nó bị quá là bẩn, mà kiểu nó được kháng khuẩn và được sạch sẽ. Sản phẩm sẽ có hợp chất vitamin E và carnosine giúp làm kháng viêm, làm mau lành vết thương, cấp ẩm ở trên da. Elysium giúp làm kiểm soát dầu thừa hiệu quả, ngăn ngừa hình thành mụn cám và mụn ẩn.
LHA và salicylic acid giúp làm chống viêm, tẩy tế bào chết, giúp làm thông thoáng lỗ chân lông, đồng thời làm giảm hạn chế gây tắc nghẽn. Với cả những cái yếu tố mà hãng vừa mới nói thì mọi người thấy là cái sản phẩm này nó chỉ phù hợp với cả những cái loại mụn nhẹ nhàng, kiểu như là mụn đầu đen, mụn đầu trắng, giúp làm bạt sừng, rồi là giúp cho mọi người được thông thoáng lỗ chân lông, cũng như có khả năng làm kiềm dầu, làm sáng da, chứ nó không thiên về cái loại mà có thể khiến cho da mọi người kiểu chấm mụn đỉnh cao, bôi vào một phát là nó thay đổi hết mụn sạch sẽ luôn như ở trên quảng cáo hay là như mọi người đồn đại. Mà sản phẩm này Linh thấy là trong tất cả những cái dòng ở đây thì nó là dòng nhẹ nhất. Và nếu mà mọi người muốn sử dụng nó như là một cái kem dưỡng hàng ngày hay là mọi người bôi vào những cái phần đổ dầu nhiều để giúp cho cái làn da của mình nó được sáng hơn và nó được thoải mái hơn ý, thì đây sẽ là một cái sản phẩm rất là tốt. Với cả những bạn nào da dầu thì Linh khuyên mọi người cũng nên có một cái chai Alpha KK cộng này ở trong túi để giúp cho da mình khi mà mình bị mụn cám hay bị những cái mụn cám theo vùng thì mình có thể xử lý bạn này và nó cũng sẽ không khiến cho da mình bị nhạy cảm hay là bị kích ứng. Vừa rồi là toàn bộ cái video ngày hôm nay về thuốc chấm mụn rồi. Linh muốn nhắc lại với mọi người đấy là khi mà mọi người mua thuốc chấm mụn về dạng nhà thuốc thì mọi người nên kiểu tìm hiểu thêm và nhờ kê đơn từ bác sĩ. Còn nếu mà mọi người muốn mua những cái sản phẩm dược mỹ phẩm thì mọi người cũng nên chọn những cái hãng uy tín và mọi người nên thử xem là cái hoạt chất nào nó sẽ phù hợp dành cho da của mình. Những sản phẩm này thì ngoài cái Paula Choice ra thì tất cả đều có giá rất là bình dân, thế nên là mọi người hoàn toàn có thể là thử được những sản phẩm này trong cái quá trình điều trị mụn của mình. Hy vọng là mọi người đã thích những cái điều mà Linh chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Nếu mà mọi người có muốn chia sẻ gì thêm về những cái sản phẩm thuốc chấm mụn thì mọi người đừng quên đấy là hãy comment ở bên dưới và có thể giới thiệu cho Linh những cái sản phẩm thuốc chấm mụn khác để hy vọng là chúng ta có thể lên được một cái clip thứ hai về thuốc chấm mụn. Mọi người đừng quên là hãy subscribe channel Sushis by Linh cũng theo kênh khác của Linh, đấy chính là TikTok, Instagram và Facebook. Và mọi người hãy vào group Mặt Tiền Tốn Tiền để có thể là theo dõi những cái bài viết mới nhất của Linh và trao đổi về nhan sắc với cả chị em. Trong tháng 10 này thì ở trên các nền tảng của Linh cũng đang có big event, thế nên là mọi người hãy join vào đấy để tham gia. Và chắc chắn là mọi người khi mà theo dõi chương trình thì mọi người có thể nhận được rất là nhiều quà đấy. Hẹn gặp mọi người ở trong những video lần sau. Bye bye.